chó Bắc Hà Sù Việt Nam. Đây, đàn cún con mới mở mắt, trắng muốt luôn. Đây là con của con lau. Nhìn cái đuôi của nó kìa, con nào con đấy đuôi cong tít kìa. Đây là con của con lau và con bông em, xinh chưa? Bọn cún này thì khoảng tầm một tháng nữa là đón cún được. Bây giờ thì bắt đầu đòi ăn, để chờ nó ăn sõi rồi lúc đấy thì đón cún. Này chắc đực, đúng rồi, mặt này trông rất ra dáng. Này chắc đực luôn. Mấy đực nhỉ? Cái này đực này, đúng rồi, đúng hai con vừa ra là con đực. Ba đực hai cái. Nhìn cái mặt của con đực, nhìn nó có một cái độ mặt, nó có một cái độ hộp hơn. Tất nhiên là nhìn nó sẽ rất là khó phân biệt, nhưng mà nếu mà nhìn nhiều thì sẽ thấy là nó có khác nhau một chút. Con cái là mặt nó có một cái độ kiểu như cái lúc nhỏ này, nhìn mặt nó có một cái độ vuông hơn, con đực nó có cái độ chữ nhật hơn, kiểu như thế. Cực kỳ xinh luôn. Mẹ đâu? Con mẹ đâu? Đi ra đây xem nào. Đây lần đầu cho ra ngoài vườn cỏ. Bình thường là cho chơi ở trong sân nền vườn thôi. Nào mẹ ra đây xem nào. Mẹ ra đây, ra với con đây. Mẹ ra với con đây xem nào. Ra đứng với con một tí để anh quay video. Đấy. Mẹ trắng buốt luôn, nhưng đợt này mẹ đang thiếu lông. Mùa hè là chúng nó thay lông, nên là mẹ đang thiếu lông. Xinh, cực kỳ xinh luôn. Cực kỳ xinh luôn. Thôi con nó lại bú ti kìa. Kìa, con lại bú ti kìa, ra kiếm ăn kìa. Thế thôi mẹ đi ra kia chơi đi, để chúng nó nằm ở đây, không cho bú ti bây giờ. Cho tụ ra đây đi. Đó, còn đang nghiền nợ chó hai người thì có thể là bắt cái đàn này. Hai người cũng muốn bắt cái đàn này, nó có hai con cái này. Hiện tại bây giờ thì những cái lông gọi là nó hơi phớt vàng, nhìn cái đầu của nó hơi vàng hơn một tí này. Người nó trắng hơn này, nhưng mà đây nó là cái lông đệm này. Về sau là nó sẽ trắng hết. Đây. Mồm to quá. Mồm to quá, đòi ra chỗ mẹ không được, không bú được. Bú nó có giờ thôi. Xem nào màu mũi xem nó như thế nào. Đây là nhìn thấy một con màu mũi, có một con màu mũi nâu là con cái. Đây là con cái này. Mũi này là mũi nâu rồi, đúng không? Đây, ngửa cái bụng lên nào. Đấy, con cái cực xinh luôn. Màu mũi nâu thì là giống bố. Bố mũi nâu hơn mẹ mũi đen. Nhưng mà mắt thì vẫn đen nhánh, giống nhau. Mắt đen nhánh luôn. Cả tuần này trời nó mưa không có quay được video. Đến hôm qua với hôm nay nó bắt đầu nó mới thoáng được một tí, tạnh được một tí, nền nó khô khô nên cỏ nhìn nó sạch tinh này, vì cỏ nó được rửa liên tục cả tuần. Trong cái cỏ này thì chúng nó ra ngoài, chúng nó có dứt cái cỏ này, chúng nó ăn, chúng nó cũng không bị nôn. Cỏ này gọi là cỏ gà đấy, nuôi gà, trồng cỏ này cho gà ăn. Xinh không? Ba đực hai cái. Nhìn cái màu lông đệm là cái con cái mũi nâu này. Con cái mũi nâu là cái con mà có màu lông đệm trắng nhất. Nhìn nó trắng tinh luôn so với lại hai con, mấy con còn lại này. Nhìn nó trắng hơn. Nhưng mà bọn này về sau nó cũng sẽ trắng hết nhé. Đây nó là cái lông đệm thôi, cái lớp lông sợi sợi bên ngoài này bắt đầu nó có tí lông sợi này, nó bắt đầu nó màu đã khác rồi này, còn cái đầu của nó là lông đệm. Phải nói là Bắc Hà vẫn là một cái giống chó tuyệt đẹp luôn. Đợt này thì có cái đàn cút con này này. Phải nói là Bắc Hà xù trắng vẫn là một cái giống chó tuyệt đẹp. Đợt này thì có đàn cút con này. Và một đàn nữa thì cái đàn kia cùng bố với đàn này. Và con mẹ là chị em cùng đàn với con mẹ đàn này. Tức là họ nó rất là gần và cũng đẻ cũng gần nhau. Đàn kia thì nó được có 3 con thôi. Đàn này thì 5 con. Để tí quay đàn kia. Và một đàn cọc có mấy con nữa. Con đàn cọc là con của con cọc vàng lõm F0. Trời ơi trời. Tùy cây, không phải cây nào cũng gặm ở đâu. Cây này không gặm được. Rồi cây nào mềm thì gặm, cây nào ráp thì thôi. Phê luôn. Đấy. Đâu, cho mẹ ra cùng con tí nào. Này mình nuôi một. Ôi giời, dẫm chân mẹ đè vào con. Đè nhẹ nhưng mà nó ăn vạ. Này mà nuôi một cặp này trong nhà thì gọi là mỹ mãn luôn, một đực một cái. Còn đực thì nó cũng to lắm chứ không phải không. Cái thì nó khoảng tầm 20 cân, ngoài 20 cân sau khi mà nó trưởng thành nó đẻ xong. Còn con đực thì nó khoảng tầm ui giời ăn vạ, ui giời ăn vạ. Kìa kìa, con mẹ dẫm vào chân con kìa, còn cãi. Con nó không tự nhiên nó kêu đâu. Nó có ăn vạ, nó có quá đà. Nhưng kiểu gì cũng dẫm vào thì nó mới kêu. Tiếp là cái giống này mà nuôi một cặp mà để nuôi trong nhà thì là mỹ mãn luôn. Vì nó rất là đẹp. Và con chó nó cũng to nữa. Ra đây có bú ti một tí đi. Không cho nó bú hết à. Bú ti một tí. Nhanh không là không phát hiện ra. Chúng nó này bú hết hay là no rồi. No rồi thì cũng ra bú với chúng nó không là tí này. Con đực khi mà nó to lên thì nó khoảng tầm 25-28 cân. Thường là ở trong cái khoảng tầm đấy. Từ 25-28 cân, có thể là con nó nhỏ con thì nó khoảng tầm 21-22-23 cân. Con nó to con thì có thể nó 29-30 cân. Nhưng nhìn chung là nó rất là to. So với lại một cái con chó ta bình thường. Nó nhìn nó cũng uy lực lắm chứ không phải không. Và cái con chó, cái giống chó lông nó dày, thành ra là nhìn nó rất là to chó. Mà chó ta thì nuôi thì rất là dễ nuôi. Ăn uống là nó đơn giản. Và nó ở rất là sạch. Hầu như là chó con khi bán cho mọi người là hầu như là không tắm tí nào cả. Nhưng con nào con đấy thì nhìn nó vẫn cứ là trắng. Còn trước khi về nhà thì thường cũng gọi là cho chúng nó ra để có thể lau người hoặc là tắm cho chúng nó một lần để nó về nhà nó thơm tho. Vì đôi khi là mọi người về nhà mọi người nuôi ở trong nhà luôn. Thế thì tắm để cho nó thơm tho. Vì về nhà mới thì mình kiêng một những ngày đầu là không có tắm. Thế nhưng mà tắm hay là không tắm thì con chó nhìn nó vẫn rất là, nhìn nó trắng, nhìn nó sạch lắm. Nó từ bé nó đã ở sạch rồi. Đấy, mẹ cho con ti đấy. Mẹ thì lông chắc là phải khoảng tầm 3 tháng nữa thì mới mọc đủ được. Ok đấy, mọi người mà thích Bắc Hà trắng này thì mọi người sẽ liên hệ theo số điện thoại Zalo 0901 008 234 nhá. Đực cái đều có luôn. Cái thì chỉ có cái con này thôi, còn đực thì có một con đực trai. Có một con đực trai bây giờ nó là 4 tháng, 5 tháng rồi, 4 tháng rồi. Đực trai thì có thể bắt ngay được, còn cái thì phải chờ khoảng 1 tháng nữa. Thì mọi người có thể liên hệ để cọc trước. Đàn này là có 3 con cái này. 2 con cái, 3 con đực này. 2 con cái thì coi như 2 con cái có chủ. Cọc thì không biết là đến lúc ấy rồi sẽ hỏi lại các chủ xem là đợt này có nuôi được không. Vì đôi khi là chủ cọc rồi nhưng chưa chắc đã nuôi được thì lại còn. vì nó có việc nọ việc kia ấy, dự định nuôi là có là cọc rồi là để bắt đấy, nhưng mà có việc này việc kia thì lại không nuôi được, thì lại để đàn sau, thì lúc đấy rồi mình sẽ báo để cho nó lớn lên tí đã. Mọi người có ai mà thích cái giống Bắc Hà trắng này thì cứ liên hệ với trại. Đó, nhìn ngực này, úi sời, đực, ngực nó nở. Thế thôi, nhưng mà cái giống Bắc Hà này là ngực nó không phải là theo cái kiểu nở về đằng trước, nhưng mà nhìn cái ngực con chó, nhìn cho con nhìn nó rất là uy. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.